Sáng ngày 4 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ xuất quân vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chung tay góp sức chia sẻ khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động quyên góp để hỗ trợ người dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đã quyên góp được hơn 24 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men, trang thiết bị phòng chống dịch với tổng số tiền trên 920 triệu đồng.